Toyota Land Cruiser Prado là một trong những mẫu SUV được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, không chỉ với xe mới mà cả những chiếc đã qua sử dụng cũng được săn đón. Đặc biệt, mức giữ giá của dòng xe này luôn được đánh giá cao. Chẳng hạn, một chiếc Toyota Land Cruiser Prado, đăng ký vào năm 2021 hiện đang được giao bán với giá gần 2 tỷ tư. Tại thời điểm mua mới, chủ xe đã phải chi gần 3 tỷ chưa bao gồm các khoản phí phụ để hoàn tất thủ tục đăng ký. Có thể thấy, sau khoảng 3 năm sử dụng, chiếc Toyota Land Cruiser Prado màu trắng này có giá bán thấp hơn khoảng 600 triệu so với giá ban đầu. Mức khấu hao này thấp hơn nhiều so với các mẫu xe có giá trị tương đương trên thị trường. Theo những hình ảnh được đăng tải, ngoại thất và nội thất của chiếc SUV này vẫn trong tình trạng khá tốt, không khác nhiều so với xe mới. Theo thông tin từ người bán, xe đã đi được 30.000 km. Toyota Land Cruiser Prado 2021 có kích thước dài 4.840mm, rộng 1.885mm và cao 1.845mm. Xe có chiều dài cơ sở 2.790mm và khoảng sáng gầm 215mm. Nội thất khoang lái của Prado mang phong cách tối giản với các trang bị căn bản. Vô lăng 4 chấu bọc da tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, điều khiển màn hình đa thông tin và lẫy chuyển số. Bảng đồng hồ Opti-tron mới tích hợp màn hình TFT hiển thị các thông tin hỗ trợ lái, như chế độ lái và mức tiêu thụ nhiên liệu. Cần điều chỉnh ga tự động Cruise Control được bố trí phía dưới vô lăng thay vì trên cụm nút bấm. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 9 loa cho phép kết nối qua Bluetooth, USB hoặc cổng Âu. Dưới màn hình là khu vực điều chỉnh điều hòa hai vùng độc lập. Toyota Land Cruiser Prado 2021 trang bị động cơ 2.7 lít, 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất 164 mã lực và mô men xoắn 246 Nm. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense hiện đại còn bao gồm các tính năng như điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo trạch làn đường và cảnh báo tiền va chạm.